Hello mọi người, thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục về 100 Elegum. Thì video hôm nay thì sẽ là sử dụng ROM mới Shea Breather và ốc đỡ đầu boss battle Attorney. Bắt đầu thôi. Mega Fire
hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ đạt đến đây thôi. Tạm biệt mọi người.